thanh tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả thưa quý vị thay mặt cho hoa hậu bích liên và đại gia đình của trung tâm thẩm mỹ bích liên và công ty dược mỹ phẩm ev princess cosmetics thanh tùng kính gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ rất nồng nhiệt của quý đồng hương của quý khách hàng không chỉ tại nam bắc cali đâu mà khắp các tiểu bang hoa kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới đã ủng hộ trọn bộ dược mỹ phẩm ev princess cosmetics tuyệt vời trong việc dưỡng da, chữa trị da trong suốt gần 20 năm qua. Và với chủ trương là trong uống ngoài thoa, Hoa hậu Bích Liên đã quyết định giới thiệu đến với quý đồng hương của mình một trong những cách để bồi bổ cơ thể, giữ gìn sức khỏe, rồi cộng thêm với việc dưỡng da bằng EV Princess, trong uống ngoài thoa, mình vừa khỏe, mình vừa trẻ, mà mình cũng vừa đẹp nữa. Bởi vì đâu có ai mà hỏng khỏe mà đẹp đâu, phải không quý vị? Đó là lý do vì sao mà công ty dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics và qua hậu Bích Liên đã giới thiệu đến với quý đồng hương mình ở khắp nơi trên thế giới bộ dược thảo tứ quý của công ty. Dược thảo tứ quý của công ty EV Princess mà qua hậu Bích Liên giới thiệu bao gồm đông trùng hạ thảo, linh chi đỏ, loại dược thảo giảm cân an toàn hiệu quả là EV Slim Beautiful cùng với loại dược thảo giúp ích cho quý vị phụ nữ đó là loại Astro Balance. Ngày hôm nay, Thanh Tùng dành riêng thời gian để giới thiệu với quý vị hai trong số các lọ dược thảo tứ quý của công ty, đó là đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Đây là hai loại đông dược quý hiếm vô cùng và có tác dụng tuyệt vời trong việc bồi bổ sức khỏe, ngăn chặn sự lão hóa, làm chậm đi cái tiến trình bệnh tật của tuổi già. Đầu tiên cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị trên tay của Thanh Tùng hiện giờ là đông trùng hạ thảo mà quý vị nhìn thấy cái hộp màu vàng trông rất đẹp như thế này. Đông trùng hạ thảo này là của công ty EV Princess Cosmetics cùng với Qua Hội Bích Liên giới thiệu. Như quý vị biết đông trùng hạ thảo là một dạng dược chất mà nó là dạng cộng sinh với một loài nấm có tên là Cordyceps sinensis cùng với các loại sâu non, tức là ấu trùng của một vài loại bướm. Mùa đông á thì cái dược thảo này, nó cái thảo mộc này nó sống cộng sinh trên thân mình của con sâu, rồi anh ăn hết cái chất dinh dưỡng của con sâu, làm con sâu chết đi. Thành ra mùa đông á thì nó mang cái hình dạng của một con sâu cho tới mùa hè trời ấm áp thì cái loại nấm Cordyceps này nó mọc lên trên đầu của con sâu, vươn lên thành thảo mộc và đó là lúc mà nó mang hình dạng của thảo mộc người ta mới gọi là đông thì là đông trùng mà khi hạ thì là hình ảnh của thảo đông trùng hạ thảo là vậy và thường thì tới mùa hè ấm áp người ta mới đi tìm các cái loại mà thảo mộc mọc lên trên mình con sâu đó mang nó về biến nó thành một loại dược thảo có giá trị tuyệt vời trong việc bảo vệ bồi bổ sức khỏe và chống bệnh tật cả ngàn năm nay quý chị biết loại đông trùng hạ thảo như thế này. Nó giá trị của nó còn hơn cả là nhân sâm, còn hơn cả là lọc hiêu nữa. Lý do nó chữa trị được nhiều loại bệnh khác nhau mà nhất. Nhất là đông trùng hạ thảo có tác dụng tuyệt vời đối với thận. Tất cả những gì mà liên quan tới thận thì đông trùng hạ thảo là người bạn tuyệt vời mà như quý vị có biết thận là một trong số 5 cơ quan nội tạng cực kỳ quan trọng đối với cơ thể của mình tim gan tì phế thận thì thưa quý vị nếu không bảo vệ được thận cơ thể mình sẽ xảy ra hàng loạt các bệnh tật liên quan tới thận thôi thí dụ thôi thí dụ vấn đề lọc máu tẩy độc tố ra khỏi cơ thể thì là nhiệm vụ của thận chưa kể thận mà hư đó thì xem như quý vị sao rối loạn tình dục mình mệt mỏi mình đau lưng mình bị ho hen gì thận hư, phế hư hay cả phế và thận đều hư. Thì thưa quý vị, đông trùng hạ thảo tuyệt vời trong việc làm tăng cái chức năng của tuyến thượng thận, làm cải thiện chức năng của thận và giúp nâng cao năng lực để miễn dịch dành cho thận. Khi mà thận tốt, thận vững vàng rồi đó thì cơ thể của mình sẽ có thể chống chọi được với nhiều căn bệnh khác nhau và nhất là giúp cho cơ thể của vị có thể chịu đựng được khi quý vị uống các loại thuốc tây mà nhất là cơ thể mình có nhiều loại bệnh khác nhau mình uống nhiều loại thuốc tây cứ mỗi một loại thuốc tây của vị uống chữa được cho quý vị một bệnh đồng thời nó cũng tạo ra cho cơ thể mình những tác dụng phụ cho cơ thể đúng không ạ cứ uống chữa cái bệnh này thì nó lại tác dụng phụ cho cái bệnh khác nếu mà thận không vững vàng thận không đủ mạnh thì cơ thể của vị sẽ làm sao Vừa hết cái bệnh này nó lòi ra cái bệnh khác Vừa xong cái bệnh kia nó tạo ra một cái bệnh khác Thận phải khỏe Thì thưa quý lúc đó đó Thì đông trùng hạ thảo là lúc cùng với thuốc tây Vừa chữa trị cơ thể Vừa giúp cơ thể mạnh lên Chưa kể đông trùng hạ thảo Nó còn giúp cho cơ thể của mình Có thể làm tăng hệ thống miễn dịch Lúc đó đã tăng cái sự trao đổi chất trong cơ thể Cơ thể mạnh khỏe Và đông trùng hạ thảo còn có chức năng giống như là một cái loại thuốc mà nó giúp cho cơ thể của mình làm chậm tiến trình của lão hóa, làm giảm đi rủi ro của bệnh tật và tế bào ung thư. Một lần nữa cho Thanh Tùng giới thiệu đông trùng hạ thảo của công ty EV Princess Cosmetics mà qua hậu bích liên giới thiệu tuyệt vời trong việc chữa trị và cùng với thuốc Tây ngăn ngừa bệnh tật cho cơ thể của mình. 100% nha quý vị. 100% tinh chất đông trùng hạ thảo. Đây là cái loại dược thảo nó đặc biệt hơn các cái loại đông trùng hạ thảo khác trên thị trường ở chỗ 100% không pha, 100% không trộn và 100% tinh chất tự nhiên hoàn toàn organic, không có sự can thiệp của một tiến trình hóa chất nào. Hoàn toàn như vậy để anh chi để bảo đảm rằng khi quý vị uống đông trùng hạ thảo thì quý vị sẽ cảm thấy hiệu quả nhanh và hiệu quả trọn vẹn. Trọng lượng mỗi viên trong trùng hạ thảo có vị biết của của hợp bích liên á nó cũng nặng hơn so với trọng lượng của đông trùng hạ thảo các loại thuốc khác đang bán trên thị trường. dựa tinh chất mà trọng lượng lại cao thì đương nhiên là kết quả sẽ tốt hơn. Cho Thanh Tùng giới thiệu, mỗi một ngày nếu không bệnh tật gì cả, mình chỉ uống để bồi bổ sức khỏe như trường hợp Thanh Tùng hiện nay thì một ngày Thanh Tùng chỉ uống một lần thôi. Một lần uống hai viên một lần uống hai viên một ngày uống một lần và mình uống sau buổi ăn trưa sau khi bụng no thì mình uống hai viên đông trùng hạ thảo còn trong trường hợp quý vị đang có bệnh bất kỳ bệnh nào đó quý vị đang uống thuốc tây và cùng để chữa bệnh cho mình á, thì lời khuyên là một ngày uống ba lần một lần uống hai viên và uống sau buổi ăn đông trùng hạ thảo quý vị nhớ hình dạng của đông trùng hạ thảo này và tìm mua trên thị trường phải mua đúng gốc là đông trùng hạ thảo của công ty EV Princess và của Hoa hậu Bích Liên. Đi kèm với đông trùng hạ thảo, một loại dược thảo tuyệt vời khác mà công ty EV Princess cũng đang giới thiệu trên thị trường quý vị nhìn thấy. Đây là lọ linh chi đỏ, hình ảnh của nấm linh chi đỏ đây thưa quý vị. Nấm linh chi đỏ cũng là một loại biệt dược mà trị được bách bệnh của công ty EV Princess Cosmetics. Đông trùng hạ thảo cùng với linh chi đỏ là hai trong số các loại dược thảo có thể giúp cho cơ thể mình nếu đông trùng hạ thảo mà chữa cho quý vị đặc biệt các bệnh liên quan đến thận thì linh chi đỏ đặc biệt liên quan đến gan nó giúp chữa các loại bệnh liên gan liên quan tới gan như là viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C điều hòa lượng đường huyết chữa luôn cả các loại bệnh liên quan đến tiểu đường nữa thưa quý vị khi mà cơ thể bị bệnh tật mình bị đau thì linh chi đỏ cũng có tác dụng làm giảm đau, kháng viêm, kháng khuẩn và kháng virus là tác dụng của linh chi đỏ. Chưa hết, linh chi đỏ còn có tác dụng thưa quý gì làm chậm sự phát triển của những tế bào ung thư trong cơ thể. Nấm linh chi đỏ cũng có tác dụng để giúp cho làn da của mình mịn màng, tóc mọc dày hơn, đen hơn và đẹp hơn làm cho cơ thể mình khỏe khoắn hơn nhất là những quý vị bị mệt mỏi, bị biến ngủ, bị bãi quải trong cơ thể ăn được ngủ không được thì linh chi đỏ là người bạn tuyệt vời cho sức khỏe của quý vị chống chọi với bệnh tật. Thành ra một lần nữa cho thanh tùng giới thiệu linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo hai sản phẩm bồi bổ sức khỏe chống bệnh tật của công ty Ev Princess Cosmetics mà qua hậu bích liên đang giới thiệu với quý vị cả hai loại dược thảo tuyệt vời này, hai trong số bốn loại dược thảo quý hiếm của công ty EV Princess đều hoàn toàn tinh chất 100%. Organic, không quá chất, không pha trộn. Quý vị sử dụng hoàn toàn an tâm. Và một điều quan trọng nữa, cả đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ của Hoa hậu Bích Liên và công ty EV Princess được bào chế ngay tại Hoa Kỳ. Trong phân xưởng đã được cơ quan kiểm soát về an toàn của dược phẩm và thực phẩm hoa kỳ chấp nhận và cho phép để được lưu hành trên thị trường hoa kỳ và khắp nơi trên thế giới chúng tôi mong quý vị bảo vệ sức khỏe cho mình phòng bệnh hơn chữa bệnh tìm mua cho mình làm quà cho người thân của mình đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ của công ty ev princess gọi số điện thoại đăng hiện trên màn hình để đặt hàng cho mình nhân viên nói tiếng việt của chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị tận tình trong việc giao hàng đến tận nhà Cảm ơn quý vị đã theo dõi và mong hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.